Minh Đường Tử vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi tỷ tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi tỵ tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng đầu tiên của năm nhâm dần này, người tuổi tỵ đang có điểm báo, sẽ có nhiều rắc rối đổ xuống đầu trong tháng này đòi hỏi người tuổi tỵ cần thực sự tập trung cho sự nghiệp của mình. Bạn chớ nên chán nản, bỏ cuộc, bởi trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Hãy dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, rồi dần dần bạn sẽ tìm ra cách giải quyết và trở thành một người bản lĩnh hơn. Với người tuổi Tỵ, thời điểm này bạn hãy chú ý đến cách cư xử của bản thân, cũng như không cố tình nói những lời xúc phạm hoặc gây tổn thương cho người khác. Làm được những điều này, bạn có thể giúp bản thân tránh được nhiều mâu thuẫn thị phi do kẻ tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách phá hoại. Tháng này, con giáp này dễ phải làm việc lao lực vất vả hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó do phải chịu tác động của ngũ hành tương hình gây ra. Dù bắt tay vào công việc gì, bạn cũng thấy khó khăn, chắc trở bởi những sự cố xảy ra liên tiếp trong công việc bạn phải gánh vác công việc cho nhiều người nhưng chưa chắc đã được báo đáp tương xứng cần cẩn trọng kẻo làm sai bạn sẽ lại bị phạt việc không có ai giúp đỡ nên bạn làm gì cũng phải dựa vào sức của chính mình khiến công việc vốn đã không thuận lợi lại càng tiến triển một cách chậm chạp hơn lại thêm cục diện dần tị tương hại cho thấy kẻ tiểu nhân đang tìm cách nhăm nhe để hãm hại bạn đẩy bạn vào đủ loại thị phi rắc rối vì thế bản mệnh cần phải cẩn thận khi kết giao với người khác không nên nghe theo những lời xúi dục bàn tán một chiều bạn cũng hãy dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện rồi dần dần bạn sẽ tìm ra cách giải quyết và trở thành một người bản lĩnh hơn bạn cần phải tự tìm cách khích lệ động viên bản thân mình đừng đầu hàng số phận đồng thời cẩn thận làm việc để tránh sai sót lại bị người ngoài chỉ trích phê bình tuy nhiên tử vi nhận thấy rằng tháng đầu năm này không chỉ toàn những điều đen tối trên thực tế thì các tinh thiên đức và thiên vu vẫn sẽ đem lại ít nhiều trợ lực cho bạn bạn mệnh nên cố gắng phấn đấu không ngừng, tận dụng điểm mạnh của bản thân để có thể tìm cách biến thách thức thành cơ hội, khẳng định giá trị và vị thế của mình. Bạn vốn là người thông minh nên không lý nào lại đầu hàng trước khó khăn được. Tử Vi tuổi tỷ tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi tỷ khá ảm đạm trong khoảng thời gian này, chủ yếu là vì công việc gặp phải nhiều khó khăn cản trở. Vì công việc khó khăn nên đường tài lộc cũng khó lòng phát triển thời điểm này, bản mệnh chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chính của mình để có thể hoàn thành cho tốt. Nhiều kế hoạch lớn của bạn không nên tiến hành ngay lúc này mà nên lùi sang một thời điểm khác thích hợp hơn để giảm thiểu những sự cố thất thoát về tài lộc, tiền bạc không đáng có sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Với bạn tuổi tỷ tháng này, bạn cũng đừng nên vội vàng đặt kỳ vọng vào tài chính, tiền bạc được dư dã trong thời điểm này. Trước khi ký kết hợp đồng, cần kiểm tra lại kỹ các điều khoản để tránh những nguy cơ tiềm tàng, thiệt hại không đáng có về tài sản, tiền bạc trong tương lai dù làm công việc gì đi nữa thì lời khuyên của thầy Gia Cát là bạn nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh vì ham kiếm tiền mà bỏ thêm thời gian cho các công việc tay trái, tự đẩy mình vào tình trạng lao lực mà cuối cùng thì kết quả đều không được tốt tiền bạc không được như ý muốn. Tử vi tuổi tỵ tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tình duyên. Tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi tỵ âm lịch thấy rằng, dù vướng phải nhiều khó khăn trong sự nghiệp và tài chính, nhưng may mắn là phương diện tình cảm của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu khởi sắc tần suất những cãi vã hiểu lầm giữa đôi lứa có dấu hiệu giảm rõ rệt trong khoảng thời gian này nhờ vậy mà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm và được an ủi nhiều hơn với các cặp vợ chồng dù bạn và người ấy đôi khi vẫn sẽ xảy ra tranh chấp nhưng hai người đã dần biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn nhờ vậy mà mọi khúc mắc sẽ nhanh chóng được tháo gỡ thậm chí thông qua những lần mâu thuẫn như thế này hai bạn lại thêm hiểu và trân trọng nhau hơn hãy chú ý đừng để kẻ tiểu nhân xuất hiện ly dán mối quan hệ tình cảm của mình Cả bạn và người ấy đều nên học cách tin tưởng vào đối phương nhiều hơn và bỏ ngoài tai những lời bàn ra tán vào. Khi có vấn đề phát sinh, hai người hãy bình tĩnh để cùng thảo luận và tìm ra cách khắc phục vấn đề, tháo gỡ hiểu lầm. Với những người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng và việc có thể phát triển các mối quan hệ thành tình cảm hay không hoàn toàn nằm trong tay bạn. Con giáp này nên mở rộng lòng mình và cho người khác cơ hội tiến lại gần mình hơn. Trong giai đoạn khó khăn này, có người chia sẻ niềm vui nỗi buồn, bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn tử vi tuổi tỵ tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi tỵ âm lịch cho rằng, vì thường xuyên phải buôn ba, vất vả trong công việc nên tình hình sức khỏe của người tuổi tỵ cũng không được tốt cho lắm trong tháng đầu năm mới này. Tinh thần chịu nhiều áp lực nên bạn thường xuyên cảm thấy bi quan, tiêu cực, muộn phiền. Lúc này, bạn nên ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành nhiều hơn, tâm sự với những người đáng tin cậy nhiều hơn để có thể được tháo gỡ vấn đề. Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi quá mức, bạn cũng không nên tiếp tục bắt ép bản thân mình làm việc. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Khi tinh thần minh mẫn, tỉnh táo, bạn cũng cảm thấy có đủ sức mạnh để khắc phục các vấn đề. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, làm việc vất vả, không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Quý nhân, người tuổi thìn, người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi mão người tuổi mùi màu sắc may mắn màu đen màu xanh lá tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết hãy chú ý kẻ tiểu nhân đừng nên cả tin đẩy mình vào rắc rối quý nhân người tuổi ngọ người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi dậu người tuổi thìn màu sắc may mắn màu tím màu hồng tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết chuyện làm ăn không thuận lợi cần cẩn trọng khi ký kết hợp đồng quý nhân người tuổi mão người tuổi sửu tiểu nhân người tuổi thân người tuổi mùi màu sắc may mắn màu đỏ màu trắng tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết vợ chồng dần biết bao dung cho nhau mâu thuẫn giảm thiểu quý nhân người tuổi tuất người tuổi thìn tiểu nhân người tuổi hợi người tuổi dần màu sắc may mắn màu cam màu đen tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết sức khỏe suy giảm cần chú ý sinh hoạt điều độ hơn Quý nhân, người tuổi mùi, người tuổi thân. Tiểu nhân, người tuổi ngọ, người tuổi dậu. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi tỵ trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.